Truyện tranh Thần Động Đất Việt Chém Gió tập 3-4 đắp sao cho vừa. Trời này không tắm thì quá là dơ. Trời này đi tắm thì mát làm sao. Đi lang thang trên xe hết 3 ngày mới tới làng, người dơ như ma le. Được tắm rồi thích quá à. Nhà tắm đâu hả Trạng Tí? Hi hi kia ạ. Hả? Chỗ này là để tắm. Hi hi đúng vậy, tắm ở đây mát lắm. Mà nếu ngài thấy chỗ này chưa đủ mát thì còn một nơi khác, vừa cao vừa rộng, lại còn hòa hợp với cảnh trí thiên nhiên đẹp đẽ nữa ạ. Trời, có chỗ tắm cao cấp vậy sao không đưa ta đến hả? Dạ, nhà tắm đó ngay kia kìa. Ha ha hi hi, ao làng Phan Thị, nhà tắm thiên nhiên thân thiện với môi trường. Hát xì, hừ, đường đường là trang nguyên mà không xây nổi cái nhà tắm cho ra hồn. Đúng là đồ vô dụng. Đá sập cho rồi, xoạt rầm, pẹp. Chết, đồ đất hết rồi. Bay đâu, mau lấy đồ lên cho ta. Chíp chíp, bay đâu. Hi hi, ngài chớ gọi chi cho mất công. Bọn họ kéo nhau đi chợ chơi từ lúc nãy giờ rồi. Cái gì? Ngài ráng chờ bọn họ đi chợ về nhé. Không lâu lắm đâu, cỡ canh giờ là cùng. Ha ha ha, trời. Trạng Tí đứng lại. Ồ, lại có chuyện gì? Hi hi, hay là Trạng Tí lấy giùm ta cái quần nhé. Hứ, lấy đồ à, đâu dễ thế. Hi hi, được thôi, 5 quan mỗi món đồ. Cái gì? Ủi, ngài chưa mặc đồ, đừng có nhảy lên như vậy chớ. Oé. Hít, lấy có cái quần mà đổi tới 5 quan. Sao mà đắt thế? Hè hè, chè đắt thì thôi vậy. Ngài cứ đứng đây mà chờ, vừa hay chỗ này cũng mát mẻ. Dân làng hay đi qua đi lại lắm đó. Oé, thiệt hả? Ta đồng ý. 5 quan thì 5 quan. Hi hi hi. Hè hè, tắm xong thiệt là mát mẻ quá đi. Nhắc lại còn tức, lấy hổ cái quần mà đòi tận 5 quan. Không được, phải tìm cách xù kèo nó. À, có cách rồi. Ha ha ha. Trạng Tí này, ta vẫn chưa trả người 5 quan nhỉ. Nhưng người đường đường là Trạng Nguyên, ai lại đi kiếm tiền kiểu thô lậu ấy. Hi hi, thế ngài muốn sao? Ý ta là phải có chút thử thách mới vui. Đây này, người xem người của ta khá cao to, mà người lại vứt cho ta tấm chăn ngắn ngủn này, làm sao mà đắp? Người có giỏi thì hãy đắp chân cho ta. Hả? Nếu người đắp vừa từ cổ đến chân thì ta sẽ trả tiền, còn nếu thừa thọt ra chút nào thì người quen chuyện tiền đi nhé. Ha ha ha. Hừ, tấm chăn thì ngắn mà người tể tướng thì dài, có đắp như nào cũng thiếu mất một đoạn. Hứ, muốn quỵt tiền ta hả? Đâu có dễ thế. Được, tôi đắp đây. Ngài cố nằm yên nhé. Xoạt. Ha ha, lòi tay rồi. À, lòi cả chân nữa nè. Ta không cần trả nam quan nữa nha. Ha ha ha. Hi hi, chưa xong đâu ạ. Bố, à, người dám đánh ta. Ha ha, thì tôi đang tìm cách đắp chân cho ngài mà. Hả? Ngài xem, chân đắp vừa hai tay rồi nhé. Vẫn còn hai chân. Xoạt. Ha ha, chân trái của ngài lại vừa vào tấm chăn rồi. Còn có mỗi cái chân phải này chưa chịu vào nữa thôi. Hả? Để xem mày lì đến bao giờ nha. Hi hi, vút. Quang, chân ta thuộc vào rồi này. Ha ha, thế là xong rồi nhé. Mau trả tôi 5 quan nào. Hừ, tiền đây. Hi, biết thế trả quách từ đầu cho rồi. Ai ngờ nó ra tay ác thế này. Vừa bị đánh đầu, vừa phải tốn tiền mua thuốc chữa thương nữa chứ. Hi hi, đáng đời. Ta cho phép đánh. Đồ ăn về rồi đây. Trời ơi, thơm quá. Hít, mùi thịt quay thơm lừng dồn rụm. Ủa, ta ngửi thấy mùi gà nướng ngũ vị mà. Hai đứa mày thì biết gì, để ta. Hít, phẹt hả? Thức gì mà tỏa mùi kỳ vậy ta? Mùi vừa xa lạ lại rất thân quen. Hi hi, công nhận tể tướng có cái mũi thiệt là thính nhà. Con gà vừa ị ngoài sân thì trong nhà ngài đã đánh hơi được rồi.
Trời ơi, ngu thiệt, mùi phân gà mà tao hít quá trời. Tể tướng mời dùng cơm. Rốt cuộc đã đến lúc được ăn ngon rồi. Tể tướng nếm thử, thức ăn quán tắm tiền là ngon nhất làng Phan Thị đó hả? Ủa, làng này có nhiều quán ăn lắm hả? Ồ, đâu có, cả làng chỉ có mỗi quán ăn bà Tám thôi à. Đây đồ ăn ở đó mới được xếp hạng nhất đấy. Chẹp chẹp, món gà nướng ngũ vị đây hả? Da gà vàng rộm, mùi thơm điếc mũi. Xoạt. Úi, bụp. À, cái đùi gà của ta. Chẳng tí, người có ý gì? Người định không cho ta ăn đấy phỏng. Úi, oan cho tôi quá. Bộ ngài không thấy cái đùi gà bị cá bầy ruồi xâu xé hay sao? Trời ơi, kinh quá. Chuyện này chắc tể tướng ở kinh thành nên không biết. Không còn gì da bẩn cho bằng. Cái giống ruồi nhặn thôn quê, thức ăn gì cũng bầu đã đành, chúng còn khói đậu bãi rác kiếm ăn. Đặc biệt thích nhầm nhị phân gà. Bởi vậy nếu ngài mà ăn cái đùi gà đó, khác nào sơi luôn mấy con ruồi đã đậu vào. Đừng nói nữa. Ít làm sao bây giờ? Tao đói, tao muốn ăn. À, hay là thế này, vì lũ ruồi này ở trong địa phận làng Phan Thị, đây coi như chúng thuộc quyền quản lý của người. Vậy thì người có trách nhiệm trông chừng chúng. Hễ thấy lũ dơ bẩn ấy là phải đập bẹp chúng tức khắc, tránh cho chúng quấy rối bữa ăn của bổn tể tướng, rõ chưa? Ồ, hay đó, việc này cứ giao cho ta. Hề hề, có thế chứ. Tể tướng sắp được ngồi ăn phè phỡn, còn tràng tí phải đứng đuổi rồi. Thiệt là đáng thương quá. Ha ha ha. Hê hê hê, còn chưa biết ai đáng thương đâu. Hê hê, bây giờ thì không còn gì ngăn cản ta thưởng thức món gà nướng ngon tuyệt trần này. Mầm mầm mầm, hê hê, tới lúc rồi. Xoạt, phù. Á, có rồi. Bóp, tể tướng. Trời ơi, tiêu cái mặt của tể tướng rồi. Chẳng tí, ai cho người đánh vào mặt ta? Là ngài nhờ tôi đánh mà. Cái gì, ta nhận người hồi nào? Ta điên sao mà lại nhờ người đánh vào mặt ta hả? Rõ ràng lúc nãy ngài giao tôi canh giữ lũ ruồi của làng. Hễ thấy ở đâu có ruồi, tức thì đập bẹp chúng. Hít, đúng là tể tướng có nói thế. Đến vừa rồi thấy có tới mấy con ruồi bao quanh mép ngài, tôi bèn đập chết ngay. Còn không phải để làm tròn chức trách hay sao? Trời ơi là trời, muốn ăn một bữa mà cũng không yên. Hu hu hu. Bình thường. Vi vu vi vu. Hừ, bài thì khó chết đi được. Không biết lần này có quà nói không nữa. Hi hi, đều đã học hết rồi mà. Hứ, bài thì lúc nào chả làm được. À, mà cái cậu người Đại Việt đầu tiên bay vào vũ trụ là ai? Mày trả lời như thế nào? Hi hi, chính là chú Phạm Tuân đó. Cái gì? Tèo rồi, tèo rồi. Vậy mà tao tưởng là thánh giống cưỡi ngựa sắt bay lên trời. Hù hù, thế có chết không cơ chứ? Thôi, đàn ông con trai khóc lóc cái gì? Để tới 5 câu lận, mày lỡ không đúng có một câu à? Lo gì mà lo. Hi hi, dằn nói đúng đấy. Sai một câu vẫn còn 8 điểm mà. Ai biết là sai có một câu, nhưng mà 4 câu còn lại tao đâu có làm. Thằng béo, còn mày thì sao? Làm bài được không? Tao hả? Cũng bình thường à. Bóp phét, bình thường mà mặt mày biết xị vậy hả? Hừ, đâu phải hai đứa mày không biết. Từ trước tới giờ, cái gọi là bình thường của tao à. Toàn là hụt việc không à, má ơi. Phần thưởng của dần. He he, ế. Bọn tí sữa kia. Sửu tí đi đâu đó? À, dân mẹo. He he, tí với Sửu đang định lên đình xem điểm thi. Trùng hợp quá, tụi này cũng đang đi đến đấy. Hồi hộp ghê. Không biết đợt này mẹo đổ thủ khoa hay á khoa nữa. Ha ha ha, nằm mơ giữa ban ngày. Bộp, làm cái gì vậy? He he, đang thử xem công tử cá mẹo có bệnh không đó mà. Hồ hồ, khiến mày phải thất vọng rồi. Về cá mèo này, ngồi bệnh đẹp trai ra thì hoàn toàn khỏe mạnh, sáng suốt. Ha ha ha. Hừ, như thế lại càng đáng lo ngại. Theo như ta quan sát thấy, công tử cá mèo không những mắc bệnh mà còn là bệnh nan y nữa.
hê hê, nguy hiểm hơn là bệnh này, dù có cả núi tiền cũng không chữa được. Đó chính là bệnh hoang tưởng. Dám cười cả mẹo à? Hoang tưởng thì sao? Bọn mày thì hơn gì chứ? Ví dụ như như cái sửu nè. Thi cử là đại sự của nam nhi, phần nhi nữ thường tình như sửu, không được đi thi sao chẳng ở nhà. Còn bày đặt đi xem điểm, ha ha ha. Đồ vô duyên, sửu đi coi điểm cho cha đó có được không? Ủa, đường xa thế sao thầy không đi mà để sửu đi? À, cha sửu sợ đi xa mòn dép, cha thấy sửu đằng nào cũng đi chợ nên bảo sửu tiện thể ghé xem điểm cho cha luôn đó mà. Hì hì, thế mới đúng là thầy đồ kiết chứ. Nếu phen này cha đổ, sửu sẽ lấy tiền để dành mua nguyên liệu về làm một mâm bánh trội hấp khao cha. Trời ơi, nghe thèm quá. Hì hì, nếu các bạn cũng đổ, sửu sẽ khao cả ba luôn thế. Ố dè, sửu là số 1. Hai, ủa, chuyện gì vậy mẹo? Thật ra mẹo cũng muốn ăn bánh trôi của sửu lắm, nhưng nếu như mẹo thi đổ thì cha mẹ mẹo sẽ thịt luôn con bò tơ 200 cân để khao cả làng. Hè hè, ta còn tưởng gì, có một con bò cũng khoe. Hừ, tao khoe đấy thì sao, mày có được như tao không kia chứ? Hè hè, dằn béo này ấy à, tất nhiên phải hơn công tử cá mẹo rồi. Chẳng cần chờ đến thi đậu, dần mà thi rớt à, là có ngày chục con bò chờ sẵn kia kìa. Trời thiệt hả? Sợ ai nói láo làm gì, mẹ dần tính cả rồi, chỉ cần dần thi rớt, mẹ sắm ngày nguyên đàn bò cho dần đi chăng đó mà. Trời ạ, hi hi hi. Cái hũ đựng thuốc, chán quá ngồi không suốt ngày, lương y từ văn phé. Hít, sao ế sừng ế xỉ vậy nè? Hờ, tranh thủ chợp mắt một chốc đã. Hi hi, bay quá, bác ấy có nhà kìa. Chúng cháu chào bác làng phé. Hả? Ha ha, các cháu đến khám bệnh phải không? Ha ha, nếu không khám bệnh thì mua thuốc cũng được. Vâng, bác bán cho cháu 5 đồng cam thảo ạ. Chật chật, cái hũ đựng cam thảo để tích trên đầu kệ. Cháu chờ chút để ta đi lấy cái thang. He he, thang đây rồi, nhoáng cái là có thuốc ngay. Cạch. Ê, cẩn thận kéo trượt ngã đó bác. Xoạt. Á. Trời, chết tôi rồi, gãy cái xương sườn còn đâu. Cam thảo của cháu đây, cháu gửi tiền à, cảm ơn bác. Xong rồi, mang cái hũ đặt lại chỗ cũ. Bước xuống phải cẩn thận. Cháu xin phép về trước, dần mẹ về sau nhé. Còn hai đứa muốn gì đây? Dạ, cháu cũng muốn mua 5 đồng cam thảo. Cái gì? Sao lúc nãy không nói để ta bán luôn một lần hả? Hừ, bực mình lũ nhóc này quá nha. Xoạt xoạt rạc. 5 đồng cam thảo đây, ta bán rẻ lắm rồi đấy. He he, cháu cảm ơn ạ. Còn mày, cũng mua 5 đồng cam thảo hay sao? Dạ không ạ. Không thì chờ đấy, ta đem cắt khổ cam thảo đây. Hít, mỗi lần bước lên bước xuống cái thằng này lại thốt cả tim. Xong rồi, thế mày mua gì? Dạ con cũng mua cam thảo, nhưng mua tới 10 đồng lận. Trời. Quyết tâm của làng phế. Ríu ríu xoạt. Ồ, khẩu khí thật lớn. Hè hè, vậy mới xứng danh thần y chứ. Hít, cũng tại cha lười biếng nhát việc nên làm con khổ. Cha, từ giờ cha quyết tâm làm việc đàng hoàng, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, không để con thiếu thốn gì cả. Hoan hô cha. Cha sẽ không phải làm việc một mình, con sẽ phụ tá cho cha. Thầy làng phế ơi, cứu với. Ha ha, có khách tới, có khách tới. Cha con mệnh hên rồi ngọ ơi. Ha ha ha. Hồng học thầy ơi, mau cứu cứu. Chuyện gì, từ từ nói. Đúng rồi, anh cứ bình tĩnh đã. Không được, gấp lắm rồi. Ở đây có bán thuốc trị nắc cục không? Trời, tưởng gì. Đồ ngốc, nắc cục thì đâu cần dùng thuốc. Thiệt hả, vậy phải làm sao? Ý, có con thằng lằn to quá kìa. Đâu, bóp bóp. Oa, đau quá. Tôi về tôi mát vợ tôi. Tôi đi xin thuốc chữa nấc cuộc cho vợ, mà thầy làng lại đánh tôi nè bà con ơi. Chết cha, chữa nấc lộn người rồi. Hả? Đông đông khách quá. Bao, mời người bạn vào. Dạ, mời liền.
Người kế tiếp có mặt, hê hê, hù rõ to, vậy là phổi còn khỏe lắm. Thiệt hả? Hê hê, nhưng tôi không có tới khám phổi. Mà khám cái này nè. Ồ, đầu ông bị gì thế? Hù hù, không hiểu sao dạo này tôi đụng đầu quen đó. Ông phải kê thuốc cho tôi uống, chứ cái đà này... Tôi sợ tới lúc tôi quen luôn bà vợ tôi thì nguy. Đúng là nguy thật. Được, tôi sẽ hút thuốc cho ông. Nhưng ông phải trả tiền trước đã. Sao thế? Dĩ nhiên tôi biết ông là trưởng làng, uy tín đầy mình. Hừ, biết thì tốt, nhưng ai mà biết được. Đến khi khám xong, ông lại quả quyết là ông không có quen tôi thì tiêu. Người kế tiếp, hè hè, tới rồi, hả? Ông mà cũng dám ốm à? Hừ, ngựa chứ có phải thần tiên đâu mà không ốm. Thế ông bị gì? Hít, chóng mặt, buồn nôn, ăn kém, không có cảm giác thèm ăn, sụt luôn mấy cân đây nè. Rốt cuộc tôi bị bệnh gì? Đừng lo, về làm theo đơn thuốc này là ổn. Hả? Nhanh thế. 5 đồng. Úi, tôi quên đem tiền theo chứ gì. Hè hè, ghi số nợ nhé. Quên đi. Ông về lấy tiền rồi quay lại đây, tôi sẽ đưa đơn thuốc. Ông, hừ, về thì về. Này, bệnh ông nặng lắm, nhất định phải chữa đấy. Ơ, thay đồ bị suy dinh dưỡng dẫn đến chán ăn. Sao cha lại cho ăn toàn rau là rau thế này? Hừ, lão ấy khám bệnh toàn ghi nợ. Con xem, lão nợ nhà ta mấy quan rồi, lúc nào cũng than kẹt tiền. Ép lão ăn toàn rau mới mong lão có dự chút đỉnh, chứ cho lão ăn thịt cá thì lấy đâu ra tiền trả nợ nhà mình hả con? Làng phế, ông chết luôn trong nhà hay sao? Khám nhanh cho bà còn về mở quán chứ. Dạ dạ, khám liền. Bà Tám bất giận, mời bà vào. Hừ, rõ bực mình. Hê hê, bà không khỏe ở đâu thế? Ủa, tôi khổ lắm bác làng phế ơi. Bình tĩnh, có chuyện gì bà cứ nói tôi nghe. Hù hù, bác nhìn tôi mà không nhận ra tôi có gì khác sao? Hả, có đâu, thấy bình thường mà. Trời ơi là trời, tôi lại mập hơn tháng trước 8 cân đó. Hừ, bác phải làm sao giúp tôi giảm cân. Ặc ặc, tôi không muốn lại nằm liệt giường đâu. Hù hù hù. Hừ, cũng tại bà cả. Cái gì, sao lại tại tôi? Ai biểu bà ăn cho lắm vào, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy bà ăn. Ông nói hay nhỉ, không ăn thì tôi lấy sức đâu mà làm. Ngừng ngừng, ông bà có muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi. Ở đây là y quán, chỗ khám chữa bệnh chứ không phải công đường. Còn bà muốn giảm cân hử? Phải phải, dễ lắm, tôi sẽ chỉ cho bà một bài tập. Nếu làm đúng chắc chắn sẽ giảm cân. Ha ha, biết ngay ông sẽ có cách mà. Ồ, là cách gì thế? Ngọ đâu, ra đây. Dạ có con. Nhìn cho kỹ nhé. Đầu tiên là xoay đầu sang phải, rồi xoay đầu sang trái, rồi xoay sang phải, rồi sang trái. Trái phải, đủ rồi. Hừ, ông có lộ không đấy? Tôi đang muốn giảm béo mà. Tập đầu làm quá gì hả? Hừ, tôi đã nói xong đâu. Bài tập này quan trọng nhất chính là thời điểm thực hiện. Có lý. Vậy phải tập vào lúc nào? Nói đi, tôi nhất định sẽ nhắc bà ấy. Còn lúc nào nữa? Bất cứ khi nào bà nhìn thấy đồ ăn, và khi có ai đó đưa đồ ăn cho bà, bà phải lập tức thực hiện bài tập xoay đầu tôi vừa dạy, nhớ chưa? Trời, đồ lăng bầm, đi về. Này, ói, sao lại là ông? Hè hè, tôi quay lại vì có thắc mắc nhỏ muốn tỉnh giáo ông. Nghe nói có căn bệnh muốn chữa khỏi phải dùng đến rượu, đúng không? Ừ, ý ông là gì? Nếu quả thật có căn bệnh như thế, ông hãy chỉ tôi làm thế nào để mắc bệnh đó nhé. He he he. Đồ ma men, cút. Rầm. Trời, tiêu rồi. Cậu chủ vẫn không tỉnh ông chủ ơi. Cái gì? Ai không tỉnh? Mang cán vào đây. Rầm rầm. Sao, thằng mẹ thế nào rồi? Quái lạ, mạch đập vững vàng, cơ thể hơi thiếu nước, còn lại vẫn ổn, có bệnh tật gì đâu. Không bệnh thì sao nó cứ ly bì không chịu tỉnh? Thôi được, tôi có cách để quyết tử ông tỉnh lại, nhưng phí chữa bệnh đắt hơn gấp đôi đó. Được, chỉ cần nó tỉnh lại, ông đòi bao nhiêu tôi cũng đưa. Ngọ, cho cha xin. Phật, ói, đau quá. Xoạt, xoạt, xoạt. Hát xì. Ha ha, hay quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hả? Cha có chuyện gì vậy? Sao con lại ở đây? Còn sao nữa? Tao mới từ kinh thành về thì bị mấy má mày níu lấy khóc
ôm xồm, nói mày đã bất tỉnh nhân sự, phải đi khám ngay. Mày đóng cửa nhốt trong phòng suốt 2 ngày, không ra khỏi phòng một bước, cũng không cho ai bước vào. Không ăn cũng không uống. Không đúng, con có ăn mà. Con dự trữ đồ ăn vặt đủ 2 ngày. Hả? Thế sao lúc tao phá cửa vào phòng, mày chính mắt tao thấy mày nằm bất động, người mềm như trái chuối kia mà. À thì con đang ngủ say. Vì 2 ngày 2 đêm con chưa được ngủ. Hả? Mày làm gì mà không ngủ thằng kia? Dạ con luyện game. Được con trời đánh, tao sẽ cho mày một trận nên thân. Suýt quên tiền đây. Trời ơi, sáng giờ kiếm được nhiều tiền quá. Nhiều đầy đủ ăn suốt tuần trăng rồi. Vui quá là vui. Ha ha, mai cha sẽ đóng cửa y quán. Hả? Sao cha lại đóng cửa? Ha ha, khi nào hết tiền cha sẽ quyết tâm làm việc nghiêm túc lần nữa. Mỗi tháng chỉ cần làm việc 1 ngày, mấy chục ngày còn lại tha hồ ăn chơi. Trời ơi.